Hello, chúng tôi xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với kênh Việt Mỹ. Và trong chương trình ngày hôm nay thì một cái video nữa chúng tôi trở lại để bình luận về thời sự và những cái diễn biến đang xảy ra hiện nay. Trước tiên thì Rachel xin được gửi lời chào đến giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Chào Rachel, kính chào quý khán giả. Dạ, trong ngày hôm qua và ngày hôm nay sau khi mà chúng tôi thấy cái video nói về tin nóng về Tổng thống Trump được Supreme Court họ đưa cho cái kim bài miễn tử vào cái ngày January 6th, thì sau đó thì bác sĩ Liêm đã làm một cái bài chia sẻ về vấn đề đó, thì không ngờ là quý vị khắp mọi nơi yêu mến cái chương trình đó, bác sĩ Liêm hả? Dạ vâng, cái đó rất vui. Chúng tôi ở đây thì chỉ thấy sao nói vậy người ơi, không có giấu giếm gì mà cũng không có cái mục đích gì ngoài sự thật. Và khi thấy tối cao pháp viện đưa ra những phán xét mà đúng với hiến pháp, vì thật ra những gì mà tối cao pháp viện nói không phải là luật mới, họ chỉ là ở trong hiến pháp, họ giải thích hiến pháp cho nó đúng đắn thôi. Bên đảng Dân Chủ Tân Marxist, họ lạm quyền, họ dùng bộ tư pháp và họ dùng những cái công tố viện truy tố cựu Tổng thống Trump, có cái nó lạm quyền, thành ra tối cao pháp viện chỉ là chỉnh đốn lại cho họ biết là hiến pháp là gì. Dạ, bên cạnh đó thì đa số là những người yêu mến cái chương trình và khắp mọi nơi là chúng tôi ủng hộ Trump, chúng tôi ủng hộ là tự do trở lại. Nhưng mà bên cạnh đó thì Rachel có thấy vài cái bình luận hình như là bên cái phe dư luận viên cũng có xu người vào nữa thì phải. Tại vì thấy là có bình luận là ở nước Mỹ mà cũng như vậy mất tự do, thì các bạn đòi chi ở Tàu với Nga hay Việt Nam có tự do, một cái chuyện vô lý. Bình luận chỉ như cái chữ và cái từ thì nó không chính xác như vậy, nhưng mà đại ý nó là như vậy. Thì bác sĩ Liêm nghĩ sao, ngày hôm qua có những cái phe đọc tài vào không? Dĩ nhiên là trong cái diễn đàn tự do này thì ai nấy cũng có quyền phát biểu. Thì còn có một vài người họ phát biểu không theo khuynh hướng mà tôi với Rachel đồng ý. Đó là cái quyền của họ, nhưng mà cái lý lẽ của họ thì không có vững chắc. Nước Nga thì không phải là mất tự do. Nước Nga là sau khi Xô Viết sụp đổ, họ có một thời gian được tự do, nhưng mà rồi họ rơi vào cái tay lãnh đạo độc tài của Putin. Thành ra những cái lần bầu cử, mấy lần bầu cử vừa qua là những lần bầu cử gian lận. Thì cái đó là khổ cho người Nga. Nhưng mà tôi nghĩ là cuối cùng rồi họ cũng sẽ giành lại được tự do như hồi trước họ đã lật đổ được cái chế độ Xô Viết Cộng sản. Nhưng mà Tàu với Việt Nam thì đúng là không có tự do bây giờ. Tôi hy vọng là trong tương lai Tàu và người Việt cũng có tự do. Tự do là quyền của loài người. Mình sinh ra là một con người thì cái đó là cái quyền tự do từ cái đấng tạo hóa hay là thượng đế họ ban cho mình. Chứ không có vua chúa, không có tổng thống, không có đảng nào, đảng phái nào mà có quyền cho mình tự do hay là kiểm soát tự do của mình. Tự do là tự do. Dạ. Và khi mà chúng ta nói đến cái chủ đề tự do thì dĩ nhiên sẽ dẫn đến là đa đảng nữa. Thì nói đến đa đảng thì bây giờ mình trở lại với cái chủ đề mà quý vị thấy dưới đây nha. Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ khác nhau như thế nào? Rồi bây giờ thì chúng xin được mời giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Vâng, trước khi mình đi sâu vào chi tiết thì tối hôm qua tôi nghĩ tới nếu mà ông Tổng thống Biden không có từ chức hay là nói là tôi sẽ không tranh cử nữa. Nếu mà ông vẫn còn như bây giờ, tháng 9 này sẽ có một cuộc tranh luận giữa hai tổng thống, một tổng thống đương nhiệm và một cựu tổng thống. Thì tôi có một cái tên khôi hài để chia sẻ với các bạn. Tôi sẽ đặt cái cuộc tranh luận đó là tự nhiên quên mất. Zombie versus MAGA. Zombie versus MAGA hả? Zombie versus MAGA. Tại ông đứng giống cái người zombie quá à. Ông Biden thì giống như là zombie, giống như mới đội mồ đi lên lại, người nhợt nhạt khóc khát, giống như thây ma. Ông Trump là MAGA, thành ra zombie versus MAGA. Như Rachel biết là Mỹ nó có mấy cái phim về zombies, zombie versus MAGA. Dạ, thật ra nếu mà quý vị nào mà có xem cái buổi live debate đó thì có thể là sẽ không nói rằng bác sĩ Liêm nói quá đâu, là tại vì lúc mà ông đứng á, cái người ông đơ, rồi có những cái ông cười nhếch mép, mà có nghĩa là mình thấy là giống như một loại zombie hay như robot gì.
đúng rồi, khi mà ông đi tới cái microphone á, ông đi thất thểu như zombie. Mà gặp ổng trắng bóc nữa, mà trắng trắng cái kiểu mà trắng bệnh hoạn á, trắng nhợt nhạt. Tráng nhợt nhạt, thành ra ông giống như zombie. Như vậy mà còn debate nữa, thì ông Trump là luôn luôn là MAGA, thì zombie versus MAGA. Các bạn nghe ở đây, trước. Thưa với quý vị, là cái chủ đề này đó dựa theo một cái câu hỏi của một vị khán giả tên là Hùng Trương, hỏi rằng là bác sĩ Liêm cho biết về quan điểm lãnh đạo của Cộng hòa khác với dân chủ như thế nào không? Tôi nghe về cái thang và sợi dây thừng. Dạ rồi, mời bác sĩ Liêm. Muốn hiểu Cộng hòa và Dân chủ, hai đảng phái chính trị ở Mỹ khác nhau như thế nào, thì phải đi trở lại với lịch sử của nước Mỹ. Thì khi nước Mỹ mới lập quốc, đảng Dân chủ đã được ra đời. Đảng Dân chủ ra đời bởi ông Thomas Jefferson, là một trong những quốc phụ và về sau cũng làm tổng thống. Thì ông Thomas Jefferson không phải là thuộc nhóm hậu duệ của đi tàu Mayflower vào trong cái vùng New England, nhưng mà ông là một luật sư giỏi, ông giàu có và ông có ở vùng Virginia. Khi mà cách mạng thành công, có những đảng phái được lập ra, vì ông George Washington lãnh đạo của cách mạng, ông không muốn làm vua, ông chỉ muốn làm tổng thống. Thành ra nước Mỹ mới lập ra những đảng chính trị và ông Thomas Jefferson lập ra đảng Dân chủ. Tại vì ông rất là khôn ngoan, ông biết rằng nếu mà dùng chữ democracy, Democrat, thì nó đi cùng với thể chế dân chủ là democracy. Thì democracy là dân chủ, thì Democrat là đi với nhân dân, là đảng dân chủ. Thành ra ông rất là khôn ngoan. Thì trong khi đó những cái đảng bên đối lập thuộc hậu duệ của những người đi tàu Mayflower, có gia đình ông Adams. Thành ra cái đảng bên đó họ theo cái truyền thống như ở bên Anh, họ đội tóc giả thì gọi là Whig, gọi là đảng Whig. Hai đảng Dân chủ và Whig cai trị nước Mỹ. Sau khi ông Jefferson làm tổng thống thì lại tới ông Adams, rồi sau đó có con ông Adams. Lúc đó, sau khi nước Mỹ đẩy lui được cuộc trở lại của đạo quân thuộc địa Anh, bắt đầu có những tham nhũng thối nát ở Washington DC. Đến năm 1820 mấy đó thì người Mỹ muốn cải tổ. Khi đó thì ông Andrew Jackson là một ông tướng đã có công đẩy lui quân Anh trong cái trận đánh ở New Orleans. Ông được bầu vào cải tổ, tức là ông là một người ở ngoài mà ông là một người võ biền thôn giả ở vùng Tennessee, tức là vùng nhà quê hồi đó. Những cái người mà tham nhũng lạm quyền ở Washington DC là đảng Whig, họ rất là ghét ông tại vì họ là quý tộc, còn ông là võ biền thôn giả ở Tennessee, thành ra ông ít học hơn họ, nhưng mà ông lại là rất là cương quyết và ông đã cải tổ được chính phủ. Thành ra Jefferson và Jackson là có công cho đảng Dân chủ. Nhưng mà về sau này đảng Dân chủ họ lại từ bỏ hai ông đó, chỉ vì là hai ông đó, ông Jefferson là có nô lệ, rồi ông Jackson là kỳ thị chủng tộc, ông kỳ thị da đen, ông kỳ thị da đỏ. Thành ra đảng Dân chủ mặc dù cái gốc là Jefferson, Jackson, nhưng mà họ bây giờ không muốn nhớ tới hai ông đó nữa. Trong cái thời kỳ thuộc địa cho đến khi độc lập, mặc dù đã có bản hiến pháp, nhưng mà ở miền Nam các đồn điền vẫn là có người da đen làm nô lệ. Thì những người nô lệ đó, tổ tiên họ hay là chính họ cũng được người Anh buông qua sau khi họ bị bắt cóc ở bên Phi Châu. Thành ra những người nô lệ da đen đó sống rất là khổ cực và bị đàn áp. Nước Mỹ có rất nhiều hậu duệ của các người đi tị nạn về tôn giáo, nhất là tôn giáo Cơ Đốc, tức là Tin Lành. Họ rất là ghét cái chế độ nô lệ, tại vì họ theo lời dạy của Chúa Giêsu rằng con người là tự do, con người là bình đẳng và phải có tinh thần bác ái. Chế độ nô lệ nó hoàn toàn phản lại những cái lời dạy của Chúa Giêsu. Do đó những người ở trong nhà thờ Cơ Đốc họ rất là chống lại nô lệ, nhất là những vùng nhà thờ Cơ Đốc ở miền Bắc. Khi đó có ông mục sư John Brown, ông có nhiều người theo giảng về giải phóng nô lệ. Cả gia đình ông và những người theo ông nổi loạn ở Harper's Ferry.
cái khu ở ngoài Washington DC, ở ngã ba sông vùng tiểu bang West Virginia, Virginia và Maryland để đi vào Washington DC. Thì ông bị giết, quân đội liên bang giết, ông và gia đình ông bị xử tử. Nhưng mà sau đó cái huyền thoại về ông vẫn được truyền. Và khi mà cuộc cách mạng kỹ nghệ tới cái giai đoạn máy hơi nước và đường hỏa xa, chính phủ miền Nam, những tiểu bang miền Nam không muốn xây đường hỏa xa tại vì họ có nhiều nô lệ, họ không cần cơ khí hóa cái gì cả. Giao thông thì bằng ngựa, thồ chở, xe thồ đồ này kia, họ không cần lập đường ray và nhất định là họ không sẽ giải phóng nô lệ. Khi đó nhóm nhà giàu về đường sắt tung ra những bài đọc sách, tức là Uncle Tom's Cabin, sách đó trở thành phổ thông, thức tỉnh lương tâm của người Mỹ. Nhưng mà các tiểu bang miền Nam không chịu theo và đảng quyết chấp nhận chế độ nô lệ một cách im lặng, không có phản đối. Thì những cái người ở trong đảng quyết đối lập với đảng Dân Chủ muốn giải phóng nô lệ thì họ được tài trợ để lập ra đảng Cộng Hòa. Thành ra đảng Cộng Hòa được lập ra vào giữa thế kỷ thứ 19 với mục đích là để giải phóng nô lệ. Và đảng Dân Chủ lúc đó là cương quyết giữ lại chế độ nô lệ. Khi đảng Cộng Hòa bầu lên một ông luật sư rất là hùng biện là ông Abraham Lincoln làm tổng thống, được đắc cử, tức là đa số người dân Mỹ họ ủng hộ việc bãi bỏ chế độ nô lệ. Những tiểu bang miền Nam thuộc đảng Dân Chủ họ tuyên bố ly khai, cuộc nội chiến Nam Bắc xảy ra. Cuối cùng miền Bắc nhờ có kỹ nghệ hóa, có đường ray xe lửa cho nên họ có giao thông tiếp tế và họ có vũ khí tối tân hơn. Thành ra họ mới thắng cái cuộc nội chiến. Đảng Cộng Hòa trở thành cái đảng hùng mạnh và đảng Dân Chủ bị suy yếu. Từ năm 1868, tức là sau khi nội chiến chấm dứt, cho đến năm 1913, đảng Cộng Hòa liên tiếp nắm quyền ở liên bang. Các tổng thống đều là Cộng Hòa. Họ cho người da đen giải phóng và có toàn quyền công dân. Và vì người da đen đi bầu, họ đã bầu được vào Thượng viện và Hạ viện của Mỹ trong Quốc hội. Các nghị sĩ và dân biểu da đen có tất cả 20 mấy vị. Cho đến đầu thế kỷ thứ 20, kỹ thuật đang tiến bộ từ máy hơi nước sang máy xăng dầu, thì tài phiệt xăng dầu họ muốn bành trướng cái ảnh hưởng. Vì sau đó, sau khi cái đường ray xe lửa đã được hoàn tất Đông và Tây của nước Mỹ, gọi là đường xe lửa xuyên lục địa, thì kinh tế nước Mỹ trở thành số 1 thế giới, vượt qua nước Anh vào đầu thế kỷ thứ 20. Mà kỹ thuật thì đã đổi từ máy hơi nước sang máy xăng dầu. Thì người dân cũng bắt đầu mệt với cái đảng Cộng Hòa rồi, tại vì họ cầm quyền từ 1968 tới 1910-13. Thì trong đầu thế kỷ thứ 20 đó, có ông học giả là viện trưởng của Đại học danh tiếng Princeton, nhưng mà ông xuất thân từ tiểu bang South Carolina ở miền Nam, và ông kỳ thị chủng tộc, kỳ thị da đen. Những cái thế lực của đảng Dân Chủ họ bắt đầu tài trợ các cựu quân nhân của nội chiến cũng như là những nhóm côn đồ ở miền Nam, lập ra phong trào KKK và họ mặc đồ trắng, đội mũ trắng bịt mặt đi khủng bố người da đen, người Công giáo và người Do Thái. Họ kỳ thị nhất là da đen. Đảng Dân Chủ, ông Woodrow Wilson, ông có cái lý thuyết gọi là tự do quốc tế. Thì tự do quốc tế tức là liberal internationalism. Trong cái tự do quốc tế đó, nước Mỹ có quyền và được quốc hội chấp thuận để mà gửi binh lực đi ra ngoại quốc để can thiệp vào những cái trận chiến mà để mang lại tự do và dân chủ cho những cái xứ mà chưa có tự do và dân chủ. Đó là cái chiêu bài. Nhưng mà cái mục đích là để người muốn kiểm soát dầu lửa trên thế giới, dẹp cái đế quốc Ottoman. Đế quốc Ottoman ở Âu Châu, đế quốc Ottoman đã chiếm Âu Châu ở cái phần từ Istanbul, tức hồi trước là Constantinopolis, nhưng mà trở thành Istanbul khi mà người Ottoman chiếm cái đó và họ trở thành một đế quốc, họ cai trị một phần của Âu Châu và tất cả vùng Trung Đông. Thì cái đất của họ có nhiều mỏ dầu, cho nên cái chiêu bài tự do quốc tế là để gây ra cái chiến tranh ở cái vùng Ban Kênh ở Âu Châu. Ông Wilson đắc cử năm 1913, năm 1914 ông lên làm tổng thống. Những cái cuộc dàn dựng ở vùng Ban Kênh xảy ra và Thế chiến thứ nhất xảy ra và Mỹ lập tức tham chiến.
và đồng minh của Mỹ, Anh, Pháp, Ý, vân vân, thắng Thế chiến thứ nhất. Còn cái phe bên kia là có Ottoman và Đức thì thua trận. Sau đó Anh, Ý, Pháp được chia chác các đất ở bên vùng Trung Đông trở thành thuộc địa. Mỹ thì kiểm soát tất cả dầu lửa, đã đưa đến cái sự nhục nhã cho nước Đức và họ thiếu dầu lửa, cho nên họ bầu lên cái ông Hitler. Thì Hitler lại gây ra Thế chiến thứ hai, ai cũng biết rồi. Và Mỹ có những cái chính nghĩa là nhờ vậy. Rồi sau khi thắng Thế chiến thứ hai thì lại có đế quốc Xô Viết Cộng sản. Thành ra Mỹ lại có chính nghĩa lần nữa và tiếp tục chiến đấu chống Cộng sản. Và vì vậy Triều Tiên và Việt Nam bị lôi cuốn vào. Trong cái thời chống cự lại Hitler thì ở bên Mỹ có cái khủng hoảng kinh tế. Và khi đó họ bầu ông Tổng thống Franklin D. Roosevelt làm Tổng thống. Mà ông này là một người nhà giàu thượng lưu, nhưng mà ông bị từ nhỏ ông bị bệnh polio, thành ra ông bại liệt. Vậy mà trong suốt thời gian ông tranh cử, không một người Mỹ nào biết ông là bại liệt, thành ra nó cũng che đậy từ hồi đó. Nhưng mà ông đắc cử thì ông có thiết lập những cái chương trình xã hội mà hồi đó không có ở Mỹ, tại vì cái kinh tế ở Mỹ từ khi mà lập quốc là theo cái mô hình của ông Alexander Hamilton là hoàn toàn tư bản. Nhưng mà khi kinh tế suy thoái thì ông Franklin D. Roosevelt được bầu vào, thì ông là đảng Dân Chủ, thiết lập một vài chương trình xã hội. Thành ra người dân mà nghèo đói vì kinh tế suy sụp lúc đó họ nhớ ơn ông. Rồi Nhật đánh Trân Châu Cảng, Mỹ tham chiến ở Thái Bình Dương. Rồi khi mà Mỹ thắng được Thế chiến thứ hai, uy tín của đảng Dân Chủ nó lên như diều. Và từ đó cho đến khi Tổng thống Reagan trở thành Tổng thống của đảng Cộng Hòa là tất cả những quyền hành đều vào tay và quốc hội luôn luôn kiểm soát bởi đảng Dân Chủ gần 50 năm. Đảng Dân Chủ là một cái đảng mạnh ở Mỹ và trong khuynh hướng của Franklin D. Roosevelt rồi tiếp tục với Harry Truman. Họ là một cái đảng để cho người lao động, người nghèo, và họ cũng có một cái giới thượng lưu, ví dụ như là gia đình ông Roosevelt và sau này là gia đình ông Kennedy. Đó là coalition của đảng Dân Chủ và họ nắm quyền và họ là thiên về xã hội lao động hơn là đảng Cộng Hòa. Cho đến ông Ronald Reagan tranh cử tổng thống, tại vì cái đảng Dân Chủ của ông Lyndon B. Johnson đã làm rất tệ qua cái chiến tranh Việt Nam. Mặc dù ông Nixon bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà ông đã thiết lập những chính sách sau này cũng nhờ ông Reagan thêm vào. Đó là những tổng thống Cộng Hòa diệt được Liên bang Xô Viết. Nhưng mà ông Reagan thắng cử là nhờ ông Carter yếu kém, và ông Reagan đã giành lại được một số thành phần của lao động để mà theo đảng Cộng Hòa thay vì chỉ là cái giới tư bản buôn bán. Thành ra gọi là Reagan Blue Collar, đảng Cộng Hòa nắm được quyền tổng thống và bắt đầu thay đổi ở quốc hội, nhưng mà chưa có nắm quyền được ở quốc hội. Khi ông Reagan làm xong một tổng thống rồi, thì ông Bush, cha cũng là đảng Cộng Hòa, được bầu lên để tiếp tục. Tại vì ông Reagan quá thành công, thành ra ông Bush cha cũng thành công, cũng là được bầu lên. Nhưng mà khi đó đảng Cộng sản Xô Viết và chính thể Cộng sản Xô Viết nó đang sụp đổ vì cái ảnh hưởng của chính sách của ông Reagan. Lúc đó có Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị và bà Margaret Thatcher, Thủ tướng Anh, đồng tâm hiệp sức, không những là làm Xô Viết sụp đổ mà giải phóng luôn được tất cả các nước Đông Âu cho đến hôm nay. Thì ông Bush cha được bầu lên, rồi thay vì tiếp tục cái chính sách của ông Reagan với cái Reagan Blue Collar, tức là người lao động, mà theo ông chính sách của Reagan, tức là Cộng Hòa, thì ông Bush lại nghe theo lời của các đại tư bản và mở đầu giao thương với tàu Cộng sản. Thì tại vì khi đó người Mỹ không còn sợ Nga Xô Viết nữa, thành ra họ rất là dễ dàng, dễ dãi. Và ông Bush cho Đặng Tiểu Bình canh tân và mời Đặng Tiểu Bình qua thăm Mỹ và đi xuống thăm nhà ông ở dưới Houston, Texas nữa. Thành ra đó là một cái cuộc bắt đầu của canh tân của tàu Cộng sản. Và hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ lúc đó
bắt đầu bị các nhà giàu thượng lưu trên thế giới, họ thấy cái thị trường Trung Cộng họ thèm muốn, và họ để cả Dân Chủ và Cộng Hòa ở đằng sau hậu trường liên kết với nhau, gọi là Uniparty. Thì cái đó là khi người lao động Mỹ bị bỏ rơi, và họ đã bị bỏ rơi cho đến năm 2016 khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống, thì ông mới là trở lại giúp họ. Thì khi mà ông hết ông Bush để tới ông Clinton, ở ngoài mặt thì coi như là đối lập rồi đấy, nhưng mà cái đó là cũng một phần là đối lập cuội, ở đằng sau là họ muốn phát triển Trung Cộng để trở thành một cái nơi sản xuất hàng hóa rẻ, mà lại một cái thị trường để họ có thể, những người bỏ vốn đầu tư có thể bán nhiều hàng hóa hơn, tại vì Trung Cộng rất là đông dân. Thành ra Tàu Cộng sản được ông Clinton nối tiếp ông Bush, ông là đảng Dân Chủ, cho vào World Trade Organization WTO, rồi từ đó nó phát triển cho đến bây giờ nó thành một cường quốc, nhưng mà vẫn là độc tài, họ là tư bản đỏ mà toàn trị núp sau chiêu bài của đảng Cộng sản. Sau Clinton thì tới ông Bush con, nhưng mà cái thời ông Bush con đó thì vì Xô Viết nó đã sụp đổ rồi những cái sự kiểm soát dầu lửa ở Trung Đông và những cái thuộc địa cũ của Trung Đông đã bị người Âu Châu kiểm soát. Rồi cái năm sau Thế chiến thứ hai họ cho người Do Thái vào lập quốc ở đất Palestine. Thành ra nó gây ra những cái cuộc xung đột với những người Hồi giáo. Mỹ bị khủng bố Hồi nó tấn công thời ông Bush con. Thì ông Bush con lợi dụng cái đó sau khi đã xâm lăng Afghanistan để trả đũa, thì cái đó là không ai phản đối. Nhưng mà sau đó lại xâm lăng Iraq mà không có bằng chứng gì về Iraq có làm hại gì cho nước Mỹ hay không. Thành ra họ phìa ra cái vũ khí giết người hàng loạt gì đó, weapon of mass destruction, nói là Saddam Hussein có nguyên tử, mà cái đó về sau mới biết là họ tình báo Mỹ phìa ra để mà có cớ mà xâm lăng Iraq. Thành ra đảng Cộng Hòa cũng mất uy tín, nhưng mà thật ra ở đằng sau là nó không có khác nhau gì, nó trở lại với cái chính sách Wilson ngay từ đầu, tức là dùng cái vô bài tự do dân chủ, tự do quốc tế để mà xâm lăng các nước, để mà kiểm soát dầu lửa. Thành ra xâm lăng Iraq cũng vậy. Rồi cái Uniparty đó họ đưa ông Obama lên làm tổng thống, thì khi đó cái kinh tế với Mỹ có cái cơn khủng hoảng tài chánh, thành ra ông Obama lên thì ông vực lại được cái tình trạng tài chánh, nhưng mà ông cũng theo cái chính sách của Wilson, dùng bà Hillary làm ngoại trưởng, và họ đã xâm lăng Libya và Syria cũng là để kiểm soát dầu lửa. Nhưng mà đến cái đầu thế kỷ thứ 20 thì cái kỹ thuật nó cho thấy là động cơ dầu lửa không có tốt và không có hiệu quả bằng động cơ điện. Thì khi mà ông Elon Musk, ông lập ra cái hãng Tesla rồi này kia đó, mình đã thấy cái chính sách kiểm soát dầu lửa bằng cách gây chiến tranh khắp nơi là nó không có tốt cho người Mỹ và thế giới nữa. Hậu quả của chính sách Wilson và những cái phong trào tự do quốc tế để chống lại cái cộng sản quốc tế là lập ra những tổ chức quốc tế như là Liên Hiệp Quốc và những cái liên phòng như là NATO, thì cái đó là toàn là dư âm của chính sách Wilson ngày xưa, gây chiến tranh trong suốt thế kỷ thứ 20. Liên Hợp Quốc bây giờ rất là bất lực, nhưng mà nó dùng tiền của những cái quỹ tài trợ do các tài phiệt gọi là quỹ từ thiện như là Gates Foundation hay là Rockefeller Foundation, thì họ dùng những cái tiền đó để họ tài trợ những cuộc di dân bất hợp pháp ào ạt vào biên giới phía nam nước Mỹ, cũng như họ di dân ào ạt từ Trung Đông vào Âu Châu. Thành ra Liên Hiệp Quốc trở thành một cái công cụ của toàn cầu hóa. Khi mà ông Obama lên làm tổng thống thì ông bắt đầu xoay đảng Dân Chủ từ cái lao động bình dân, mà ông Clinton trước đó là Uniparty, thành ra ông Clinton với ông Bush là đều là toàn là chính trị thượng lưu toàn cầu hóa. Thì ông Obama vừa toàn cầu hóa nhưng ông lại từ từ đem cái tân Marxist vào trong cái chính phủ Mỹ. Mà vì vậy khi mà Obama nhảm nhiệm mãn nhiệm kỳ thì ông Trump thấy rằng cái chính sách
tự do quốc tế đã lỗi thời và cái đảng Dân Chủ đã bỏ rơi bình dân lao động, họ mất job qua cho không những cho Tàu mà qua cho những cái nước nghèo khác. Thành ra ông Trump ông muốn vực lại chính sách kỹ nghệ của Mỹ để mà giúp người bình dân lao động. Và từ đó ông được đắc cử, mặc dù sau một nhiệm kỳ ông bị phá hoại và ông thất cử và đảng Dân Chủ bầu một cái bù nhìn lú lẫn ông Biden lên, để mà ở đằng sau họ vẫn là tân Marxist ở dưới, thượng lưu toàn cầu hóa ở trên, thì cái đó lại đang bị lật mặt nạ lần này. Cho nên cái coalition của ông Trump là ủng hộ người bình dân lao động sẽ thắng cử trở lại, và cái chính sách quốc gia của ông để mà chấm dứt cái tình trạng tự do quốc tế, phong trào tự do quốc tế. Tại vì sau khi Cộng sản Xô Viết sụp đổ thì cái phong trào tự do quốc tế nó cũng mất cái chính nghĩa của cái chiêu bài đó. Các nước trên thế giới bây giờ như nước Ý, nước Áo, Hà Lan, nước Á Cần Đình, nước Hùng Gia Lợi, họ đang theo cái chính sách quốc gia, và nước Mỹ cũng sẽ trở lại chính sách quốc gia như trong cái 4 năm nhiệm kỳ đầu của ông Tổng thống Trump. Thành ra nói về cái khác nhau giữa cái truyền thống của Cộng hòa và Dân chủ, thì truyền thống Cộng hòa là giải phóng nô lệ, tin vào đấng thượng đế, và vì vậy có nhiều thành phần tôn giáo. Tại vì tôn giáo như ông John Brown và những người theo ông đã hy sinh để giải phóng nô lệ, cái đó là căn bản của đảng Cộng hòa. Cho nên bây giờ đảng Cộng hòa đang chống phá thai, trong khi đó đảng Dân chủ trước là giữ nô lệ và bây giờ thì muốn cho phá thai không hạn chế. Cái đó là cái sự khác nhau giữa cái đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Nhưng mà cái truyền thống về phòng thương mại, tức là tư bản đồ này kia, thì hồi trước là hoàn toàn là Cộng hòa, vì Dân chủ từ thời ông Roosevelt đã có thiên về lao động. Nhưng bây giờ sau khi ông Reagan rồi bây giờ tới Tổng thống Trump, đảng Cộng hòa lại là người giúp cho giới lao động và bình dân hơn là đảng Dân chủ. Dạ, rồi cảm ơn bác sĩ Liêm. Khi mà quý vị nghe cái bài chia sẻ của bác sĩ Liêm thì quý vị nghe đến là Cộng hòa Dân chủ và cái sự khác biệt ở đây từ cái thời mà bắt đầu thành lập như thế nào, rồi cái sự thay đổi từ chính sách đến những nhân vật lãnh đạo cho đến ngày hôm nay thì cái chính sách nó khác như thế nào. Cho nên đó, khi mà nói là đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa là ủng hộ nhiều cho dân lao động hay không á, nếu mà những ai mà không có nắm vững sẽ bị báo truyền thông bên cánh tả họ dùng để mà mập mờ, để mà nói rằng là ô, đảng Dân chủ là người lo cho lao động, lo về an sinh xã hội, thành ra họ chi tiền ra họ cho. Nhưng mà quý vị thấy là bên Tổng thống Trump là như bác sĩ Liêm có chia sẻ là ông đại diện cho người dân để mà tạo công ăn việc làm và lấy lại những cái hãng xưởng về lại Mỹ thay vì tạo công ăn việc làm bên Tàu. Đúng không ạ? Rất là đúng. Thành ra nếu mà nói mình là dân chủ thì mình phải là của dân, do dân và vì dân. Thành ra bây giờ cái tụi thượng lưu toàn cầu hóa nó muốn tuyên truyền, nó nói dân túy là xấu xa, dân túy tức là populism đó. Nhưng mà dân chủ thì phải là dân túy, ai mà được nhân dân ủng hộ thì người đó sẽ được nắm quyền. Thành ra dân chủ là dân túy, nói rằng dân túy là xấu xa là nói láo. Là hiện nay cái giới thượng lưu và cái truyền thông thiên tả nó đang nói xấu dân túy. Dạ, bác sĩ Liêm chia sẻ thêm cụ thể những cái ví dụ về dân túy một tí xíu đi. Thì một trong những cái lập luận nữa mà bà chủ nghe, nước Mỹ hay là những cái đất nước đã phát triển rồi, cái đất nước lớn thì đa đảng ok, còn Việt Nam á, thì nhỏ xíu mà bày đặt đòi đa đảng làm gì, một đảng là đủ rồi, không có muốn chiến tranh nữa. Thì xin mời bác sĩ Liêm phản biện. Dạ rồi, không biết là quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến đề tài mà chúng tôi bàn luận đến ở đây hay không thì quý vị để lại bình luận dưới đây nha. Tại vì trong cái chương trình này thì lúc thâu thì cũng cái thời gian nó khoảng chừng 2 cái video, cho nên là chúng tôi làm luôn 2 cái video liên quan đến thời sự chính trị và cũng như là lịch sử để cho quý vị hiểu thêm. Và trong những video sắp tới thì chúng tôi trở lại với y khoa để mà bác sĩ Phạm Hiếu Liêm trả lời những cái câu hỏi của quý vị đang mong chờ. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chào tạm biệt, và không biết còn gì bác sĩ Liêm muốn cộng thêm trước khi mà chúng ta chấm dứt hay không? Không, như một cuộc tranh luận tháng 9 tới nếu mà có giữa Biden với Trump thì tôi đặt cái tên là
Zombie versus Maga. Cho nên nếu mà nghe ở đâu hay thấy ở đâu có cái chữ đó là biết xuất phát từ bác sĩ Phạm Hiếu Liêm nha quý vị. Đúng rồi. Phải tranh thủ lấy credit mới được nè. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Bye bye. Kính chào.